Trên toàn thế giới nhá. Lâu lắm rồi hôm nay tôi lại trở lại vườn của anh Trần Tuấn. Ngọc Lan Viên. Đây số, số điện thoại của anh Tuấn này. 0948289555. Đấy. Vườn của anh Trần Tuấn thì bây giờ mùa này là cũng rất nhiều cái để nói, nhưng mà tôi rất là vội nên tôi không quay toàn vườn được. 200 à? Và bán 202. Ừ. Đấy, đây. Rồi là cụ mua cái chậu hài cũng có thể gọi là độc nhất vô nhị đấy. Vì trong tự nhiên mà nó có được những cây hài như thế này, là hài hằng như này là rất là khủng. Nhưng mà hôm nay ấy, thì là tôi muốn giới thiệu các bạn cái cây phi điệp hai màu hoa. Đấy, phi điệp hai màu hoa. Đây là cái cây nó đang có một cái hoa và một cái nụ. Đấy, thì đây anh Trần Tuấn đây, anh ấy sẽ mang cái giò này ra ngoài kia. Anh mang ra đi, xong rồi anh cầm điện thoại ra anh giới thiệu em cái mặt hoa của cái cây này xem như thế nào. Đấy. Tôi phải dọn trong này đã. Rồi. Vì cái này là nó quá ngắn, nó yếu, tôi hiểu không? Rồi. Đây là cái quy cách. Cách. Cái quy cách của nó không là mọi người là cứ lẫn lộn lung tung. Đây. Rồi. Đây là nụ nhá. Đây là nụ này. Nó sẽ ra nhiều nụ. Ra nhiều nụ và nó dích sắc. Một dây. Thành dích một chùm như thế. Và. Còn đây cây hoa này. Này. Đúng đấy. Chúng ta phải nhìn này thì mình thấy cái sự khác biệt của nó. Cái này các bạn nhớ là nó là cái bông hoa, nó là hoa tím nhá, chứ không phải là hoa đột hàng đột biến cánh trắng hay là cẩn thận vừa pha vào cái mắt đấy. Bây giờ thì anh Trần Tuấn anh thế giới đây thì bây giờ anh phải đứng đây để em mới phỏng vấn anh được. Đúng không, anh giới thiệu cái mặt hoa rồi, cái cách ra hoa rồi, thì ở đây cái cây nó yếu các bạn ạ, cho nên nó chỉ ra được có hai nụ thôi. Nhưng mà mình vẫn nhìn thấy được cái sự rích sắc ở trên thân của nó. À đây, đây là một cái thân khác này. Thì nó cũng đang nhú nụ đây này các bạn này, nhú một xíu đầu. Thế thì cái kiểu ra hoa của nó mà nó thành gọi là hai màu hoa là nó như nào anh Tuấn? Không phải là nó thành, mà vấn đề là trong tự nhiên thì nó có cái quá trình phát triển và ra hoa như vậy. Và qua cái chúng ta nhìn bằng mắt thường và đặc biệt là linh cảm, và cái quan trọng nhất đó là chúng ta ngửi mùi hương đúng không? Wow. Chúng ta thấy cái mùi hương của nó là nó đậm hơn phi điệp bình thường rất là nhiều. Đúng rồi. Và qua cái kết cấu như vậy thì, và cả sự việc hiện tượng thì chúng ta mới nghi ngờ nó là một loài lai. Cây lai. Trong thời điểm đó thì chỉ có thể là lai giữa cây hương hoan ni với cả cây phi điệp cho ra một cái như này thôi. Đấy. Thì lại phải mời. Đúng rồi. Mời các cụ xem lại đúng không? Cái này một cái chỉ có một bông thôi nha các bạn. Bông rất bé mà rất thơm ngọt. Kinh khủng, mà cái hương thơm nó không có bị hắc như là cái cây phi điệp tím bình thường đúng không? Thơm, rất thơm. Rất thơm. Rồi. Rất là thơm. Mà cái hương thơm đúng là nó có cái gì đó nó giống với cái hương thơm của cái cây cây hoan ni. Mà cái em thấy hình như kể cả cái tính chất thân của nó cũng thế. Đúng không? Không. Nó có một cái gì đấy. Thân đây thế từ từ lại. Đấy. Này lúc này này ngứa cựa với các cụ đây em. Rồi, ngứa như nào? Em khoe luôn phát. Đây là cây nó đấy. Nào, các cụ có dám nghĩ không? Cây hai mùa hoa đấy á? Dạ, vâng đấy. Sao nó lại một đằng thì như chưa. Ấy này mà một đằng thì lại to như ngón tay này. Em để đây thôi. Mấy khi được làm mẫu. À thế hả? Ôi rồi. Giò này mà cũng hai mùa hoa đây á. Vì em chẳng biết treo đâu. Giò này hình như hôm nọ có người giả 200 triệu đấy hả? Ờ. Đúng không? Giả 180 á. Mà không bán. Thế nếu mà người ta giả 300 có bán không? 200 thì bán. 200 thì bán à, chứ không cần 300 đúng không? Đấy, thấy chưa? Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể sẽ mua bằng nhiều tiền. Nhưng mà cái giò này thì nó... thế thôi, mỗi phân này là 90 phân rồi. 90 phân. To như này mà. Nhưng mà thật các bạn nhé, nếu mà anh Tuấn anh không nói thì tôi chẳng bao giờ tôi nghĩ là cái đấy nó lại giống cái thân của cái cây này cả. Không, cây này không phải. À cây này không phải, cây này là cây nghi binh. Nghi binh. Cây này là cây treo ở đây là mấy nghi binh. Cây nghi binh đấy. Ở trong đây này là có nhiều cây nghi binh lắm. Nhưng mà cực kỳ độc luôn. À. Những cây này.
là hoa cực độc luôn. Hoặc độc nhưng nó không phải là hai mùa hoa. Không, không phải. Còn đây là hai mùa hoa đây này. Một cái thân này đang ra hoa mà một cái thân này là nó đang nhú nụ. Nhú nụ đây. Thế thì cây này nó phát triển chậm hơn này, bây giờ chưa thấy gì. Chưa. Trễ hơn. Bây giờ trễ là hơn đúng không? Bây giờ là tháng mấy? Bây giờ tháng mấy rồi với em? Bây giờ là tháng mới có 11 đúng không? Tháng 11 rồi. Cái này cuối tháng 12 rồi. Cái này ra sớm. Ra sớm. Cái này ra trễ. Nhưng mà nếu có thể là bằng các phương pháp chăm bây giờ nó sẽ nó cho cái, đi đẩy tiếp. Nó đẩy tiếp với hai nữa là có thể là cái dinh dưỡng mà cách thức chăm rồi khí hậu nó có thể dẫn đến là cái việc cái biên độ giữa cái sớm nhất và cái muộn nhất nó dài hơn ngày xưa. Nó rộng hơn. Thế thì cái cây này ấy là đầu tiên là nó sẽ ra hoa ở đầu ngọn đúng không anh? Không. Cứ coi như là đương nhiên thế là đầu tiên. Thế bây giờ mình không biết dùng từ như nào cả, mình phải dùng là vì gọi là hai mùa hoa thì cái thời điểm này là trong năm. Tóm lại cứ tầm tháng 12 và tháng 6, cứ thế mà thì không thế thì nhá, bây giờ thì có nghĩa là tháng 11 tháng 12 là nó sẽ ra hoa ở đầu ngọn. Đúng không? Đúng không ạ? 6 thì ra hoa ở phần thân. Vâng, thì còn lại trên cái thân này. Đấy. Đến tháng 6 là nó sẽ ra hoa như là cây phi điệp bình thường. Đúng rồi. À đấy phải nhưng, hiểu như. Nhưng mà cái hoa thì bình thường nhưng mà cái kiểu như cái vòi hoa thì không bình thường. À không thì đúng rồi, cái vòi hoa thì nó vẫn kết cấu rích rắc như ngoài anh phân tích rồi. Okay. Đây chỉ đang phân tích về cái thời điểm ra hoa và vị trí ra hoa thôi. Gấu đỏ. Là phát này đây này. Để mua cái này 200 triệu này. Cái giò phi điệp hai mùa hoa này to như là ấy đây. Hay là lúc nãy lấy cái giò này không lấy cái giò này ra làm giải thưởng nhỉ? Không phải có mỗi giò đâu ra làm giải thưởng nó khó. Bây giờ biết hai thân nào? lấy hai thân ra là được. Bắt đầu đi tiếp. Ông cái này thì với ngọn như này thì nó còn đang mở lá như này thì nó còn phải đi thêm nhiều nữa. Cái này thì nó không phải là cái dòng mà đứng ngọn sớm rồi mà nhất là chăm tốt. Còn bên này thì nó thắt ngọn rồi này các bạn này. Rồi. Nó phải thắt ngọn rồi. Đấy. Thì còn nó mới ra hoa. Chứ cứ nói như thế chứ chưa thắt ngọn thì không bao giờ nó ra hoa ở trên đầu ngọn được như này cả. Thế thì bây giờ cái giống này theo anh Tuấn thì nó có thể là một cây lai giữa cây phi điệp và cây hương vani. Không, đấy là chắc thôi chứ mà. Thì đấy mình vẫn chỉ nói là có thể thôi. Bây giờ mình có cái gì xác nhận được về mặt nguồn gen đâu để mà mình khẳng định 100% được. Nhưng bây giờ thì trên thị trường thì cái cây này nó đã nhiều chưa và giá cả nó như nào anh? Nó cũng có một số các cái kiểu như là hai. Nhiều người tự gọi, tự nhận là hai mùa hoa. Đó là không. Và cũng có những trường hợp nó giống nhưng mà trường hợp nó không hẳn cả. Nên là cái này tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Nguồn gốc xuất xứ thì nó có thể có ở đâu đó. Nhưng mà giống này thì ngày xưa nói là nó ở vùng Cao Bằng à? Vùng Cao Bằng đúng không? Chỉ có người thôi. Hương, đúng rồi, cái hương nó rất đặc biệt. Hương nó rất đặc biệt luôn các bạn. Nó rất giống cái hương thơm của cái cây hương vani. Nó không bị hắc như là cây phi điệp bình thường. Cây phi điệp tím bình thường ấy là hoa của nó là thường nó hắc. Nó không có hấp dẫn gì đâu. Thực sự các bạn ấy. Thế là đúng là nói về hương thì phải là và địa mẹ hài mà nó có hương thì nó là đỉnh cao. Chứ còn những cái cây phi điệp mà hương nó có ra cái gì đâu. Nhưng cái bông này thì hương của nó cũng khá là dễ chịu, nó rất là giống với lại cái cây hương vani. Cái mùi hương vani thì nó dễ chịu lắm. Đấy. Thì nói thật các bạn là năm ngoái tôi cũng sưu tầm được của anh Trần Tuấn một cái tròn con. Cái cây hai mùa hoa này rồi. Vườn của tôi thì bây giờ nó cũng có được hai thân. Nó về cái đợt ấy lấy về để kỳ nó bị yếu. Nó cũng lấy từ cái giò này ra nhưng mà y yếu lắm. Thế bây giờ nó được một cái thân nó khoảng độ 30 sen cộng với lại một cái thân khoảng 4-5 sen nữa, tức là 2 kỳ. Đấy, nó lên mắt thì sang năm cũng sẽ có phi điệp hai mùa hoa để khoe với mọi người nếu nó ra hoa được nó chuẩn. Và vừa rồi thì tôi được một người đưa cho một cái giống là người ta nói là nó có 3 mùa hoa trong một năm. Nhưng mà bây giờ thì tôi chưa biết là nó ra hoa kiểu gì và nó cũng chưa nở lại, cho nên là cũng không phải để theo dõi đã. Vừa rồi thì cái chị đấy, chị ở trong Đồng Nai, chị gửi cho tôi thì chị không biết gửi, chị đóng ở trong cái ống nhựa to mà không quấn kỹ ấy.
Thế là da nó bị va đập trên đường đi là nó nát hết cả lá. Rễ thì không quấn, rễ thì nhổ ra khỏi chậu, là không quấn rêu ẩm với lại các thứ vào. Thế là chuyển vận chuyển ra ngoài, nó khô toàn bộ bộ rễ. Lúc ra là ngọn nó vẫn đang đi các bạn nhé. Lúc ra là ngọn nó vẫn đang đi ngọn như này. Đấy, cho nên là nhưng mà toàn bộ lá này này là để trong cái ống nhựa, các bạn biết đấy, ống nhựa nó lắc như này, nên là toàn bộ lá này nó dập nát hết. Và cái rễ nhổ ra lại không quấn, không có cái gì giữ ẩm cho rễ, thì là nó cuối cùng là nó khô hết rễ. Thế khô rễ, rễ thì bị khô, lá thì bị dập vàng và nó rụng, thì ngọn nó cũng coi như là nó cũng hỏng cái lá ngọn và nó đứng ngọn luôn. Nó thậm chí nó còn bị thối một tí ở đầu ngọn nữa, nhưng nó không thối xuống đâu, và thân nó bị tóp bởi vì nó không lấy được dinh dưỡng. Đấy, thì nhân đây tôi mới nói như thế để cho các bạn là nếu mà các bạn mà chuyển cây cho ai đó, hoặc là các bạn nhổ lên các bạn trồng lại, nếu mà chuyển cây cho người nào đó mà khi các bạn nhổ lên từ dưới chậu ấy, thì các bạn phải lấy cái rêu ẩm các thứ ấy, hoặc là giấy, các bạn thấm cho nó vào ít nước để cho nó ẩm, xong nó bọc lấy cái rễ đấy, xong rồi tiếp tục là lại bọc cái giấy khô ở bên ngoài nữa, ví dụ như vậy. Để làm gì? Để khi mà trong quá trình vận chuyển ấy là cái rễ nó không bị khô. À, còn nếu mà cứ để nhổ lên khỏi rễ như thế mà chỉ cần một ngày sau là cái rễ nó đã khô rồi. Đấy, đấy là nó sẽ thì nó sẽ bị hỏng rễ. Còn trường hợp nhé, còn trường hợp như thế này, còn trường hợp như đây thì nó không có cây nào nó đang rễ dài cả. Nên là ở đây tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái kỳ phi điệp. Ví dụ nó như này nhá. Thì cái kỳ này rễ của nó là rễ gió, nó mọc tự nhiên ở đây, nó ra rễ ở đây. Thì các bạn quấn ấy, chẳng qua là để cho nó không bị va đập, nó bị hỏng mất cái đầu xanh này thôi. Đấy, bởi vì cái đầu xanh này nó rất là nhạy cảm, nếu mà mình nó va đập nó sẽ bị sun cái đầu, nó toét cái đầu này ra, thì nó một là nó sẽ không phát triển nữa, hai là nó có thể nó sẽ dẫn đến việc là nó bị thối, nó thối ngược lên thân. Nhưng mà để không như thế này, ví dụ như bẻ cái này xuống nhá, để ở trên một cái rổ các bạn để cả tuần mà các bạn vẫn cứ phun phân thuốc các thứ cho nó bình thường, nó vẫn sống, bởi vì nó bình thường nó đang sống mà, nó có đây đấy. Thế thì nếu mà cái loại kỳ như thế này, rễ gió nó khô như này ở ngoài ấy, thì gửi đi thì không cần phải cuốn ẩm nhé, cuốn nước. Nếu cuốn nước ấy, là nó lại có thể bị hỏng, nóng quá nó hỏng cái này đấy, chỉ cần gọi là bông mút để cho nó không bị ấy thôi, nó không bị xước cái đầu này thôi. Còn nếu mà nhổ ra khỏi chậu thì nhất định là phải buộc bằng cái rêu ẩm vào để giữ cho cái rễ nó có độ ẩm, không có nó sẽ khô là nó hỏng. Cho nên là tôi thì cái cây giờ tôi đang cứu, cây ở nhà tôi, cái cây mà như chị ấy nói là ba mùa hoa là giờ tôi đang cứu. Thì thực ra bây giờ ngọn thì nó hỏng rồi, nó không đi, rễ thì nó chưa ra bởi vì nó khô hết, mà bây giờ thì thân nó đang bị tọp rụng hết lá rồi, nên là tôi đang gọi là phục hồi cho nó. Để làm gì? Để một là nó có ra được cái bông hoa nào thì nó ra, hoặc không thì nó sẽ ra kỳ, phải chấp nhận là mất thêm một năm nữa thì mới có thể test được nó là nó có ra được đúng ba mùa hoa hay không, và nó ra ba mùa hoa thì nó ra như thế nào. Còn bây giờ thì chỉ là lời của người ta nói thôi, thì mình cũng rất là trân trọng cái cây đấy, nhưng mà phải chờ đã. Thế nhưng mà nói như thế là để thấy là cái cây hai mùa hoa này. Anh Tuấn ơi, em hỏi một chút, cái cây hương vani ấy thì nó ra hoa vào tháng mấy? Cũng tháng 6. Cũng tháng 6, đúng rồi. Thường là nó phải ra hoa cùng một thời điểm thì nó mới tự lai được. Thì nó mới lai được. Cái này thưa với các cụ, đây không phải là cây do con người chúng ta lai tạo ra, mà đây là do côn trùng. Tự nhiên thì nó phải cùng thời điểm. Nó phải cùng thời điểm mà có hoa thì mới ấy được. Vừa rồi ấy, em có vừa nãy đang quay video đang nói ấy, là có một chị ở trong kia, chị ấy có gửi cho em một cái thân. Chị nói là cái cây của chị là nó ra ba mùa hoa. Chị đang trực tiếp à? Không, cái này em đang quay video, không phải trực tiếp đâu. Đấy. Ba mùa hoa. Vâng. Nhưng mà bây giờ gửi ra giờ nó bị toét toét hết, cho nên là phải chấp nhận là chờ 2 năm sau để nó ra thân mới mới biết được nó có đúng hay không, hay là nó như thế nào. Thì bây giờ người chủ người ta nói thế thì mình phải tin, mình trân trọng người ta chứ. Không, và mình phải
quan trọng cũng phải thực tế, chúng ta cũng phải kiểm tra bằng thì đúng rồi, phải thực tế kinh nghiệm chúng ta thì đang làm. Thì đấy, thì cái chậu đấy mà bao giờ mà nó có key thì sẽ chia lại cho cụ Tuấn một key để cụ theo dõi cùng xem. Đấy. Alo. Phi điệp hai mùa hoa. Cây này ở trên thị trường thì cũng có nhiều người nói là có mùa hai mùa hoa và bán cũng khá là rẻ. Nhưng mà những cái key giống hai mùa hoa tại vườn của cụ Tuấn này thì nói chung là giá nó cũng không rẻ đâu. Nói thật với các bạn không rẻ đâu, vì giá nó cũng cây nó vẫn là thuộc dạng là hiếm mà cây độc. Đấy, như cái chậu ba thân này mỗi thân khoảng 90 sen này, mà ba thân này bây giờ là trả, như vậy là trả 60 triệu một thân, trả 180, tức là tương đương với 60 triệu một thân mà là cụ Tuấn cụ chưa bán. Đấy, tối thiểu 200 triệu mới gọi là mới uống nước chè tính toán được. Có mấy trăm một sen. Thì mấy trăm một sen. Nhưng mà cây to như này lên đâu ra. Đúng rồi. Ồ, nếu cây kia thì nó rẻ đi. Thì đúng rồi. Thì tất nhiên nó cùng là một giống, nhưng mà hàng bảng A nó cũng giống như là cây phan trí. Có những cây củ thì độ 20-30 đã được một thân một tép rồi đúng không? Nhưng có tép nó 170-180 thì nó phải tùy cái thân, tùy lá, tùy cây thôi. Thì vẫn cùng một giống phi điệp hai mùa hoa, nhưng cái thân kia nó to bằng ngón tay, còn đằng này nó bé bằng cái đũa này, thì nó phải khác nhau là đúng rồi. Đây, hai mùa hoa đây. Đâu? À, ok. Hai mùa hoa đây. Hai mùa hoa. Cái này bây giờ bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu một cái này. Cái này bây giờ khoảng 8 sen. 8 sen. 8 sen mà 5 triệu. 52. Tức là như vậy là cái này bây giờ giá tương đương với Phú Thọ. Tương đương, có thể gọi là tương đương. Vậy thì bây giờ mọi người chấp nhận phương án nào, hoặc là Phú Thọ? Không. Hoặc là cái này. Thì cái người nào mà người ta có Phú Thọ rồi thì người ta sẽ chọn phương án là người ta mua thêm cái này. Chứ còn cái người mà người ta chưa có Phú Thọ thì chắc chắn người ta sẽ mua Phú Thọ. Đấy là cái tâm lý của người Việt Nam mình. Đấy, nó là sự thật, câu chuyện tâm lý. Tớ cũng người Việt mà, nhưng tôi có chọn Phú Thọ đâu. À, thì anh có ai giống anh đâu. À đây cái chó là tự nhiên, đúng cái này cũng là cây hai mùa hoa. Mà tớ đưa vào đây thí nghiệm này. Trồng trong ấy, đây, đợt rồi lên nó thui mất chứ. Đây, cũng ngâm trong nước, trồng kiểu bán thử canh như này. Còn cái này 7 triệu à? Chắc thế. Cái kia 5 triệu, cái này 6 triệu. Này, cây quá dài luôn, cây này phải mười mấy phân. Mười mấy phân. Thì 6 triệu hay 7 triệu? Đây hôm trước em mua cả cái cây này là 7 triệu mốt rồi kìa. À thế à, 6 mua rồi à? Tưởng chưa mua đi để mình làm giá rồi, cho mà cây mua. Cây này bịt cao luôn. Đấy, chứ còn tôi có giống rồi. Anh em có cả rồi. Nhưng mà cây của chú không phải đâu. Ôi, không phải thì em vào, không phải thì em bắt đền cây này. Tại vì lấy của anh mà bây giờ anh bảo là không phải thì em bắt đền cái này. Hôm nay mắt nhầm. Vui phết đây các bạn ạ. Tôi với anh Tuấn là gọi là anh em giao lưu với nhau rất nhiều năm rồi. Nên là nhiều khi nói chuyện với nhau ấy là nó cứ hay dùng từ nó gọi là theo kiểu đúng nghĩa là anh em, mà những từ, có những từ, có những câu, có những cách nói chuyện mà mọi người sẽ không nói như thế. Nhưng mà tôi với anh Tuấn thì lại nói như thế được, vì anh em kiểu hiểu nhau quá và thân thiết với nhau rồi. Cho nên có một số bạn ấy thì là khi mà thấy tôi quay video với anh Tuấn ấy là cứ hay thấy như kiểu là hai anh em nói nó bị đối kháng nhau ấy. Xong rồi mọi người nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, nhất là các bạn mà là fan fan hâm mộ của anh Trần Tuấn ấy, cứ nghĩ là tôi như cả kèn cựa hay là tôi có cái gì đó với anh Trần Tuấn, thì các bạn hoàn toàn hơi bị nhầm. Những bạn nào mà nghĩ thế thì hoàn toàn hơi bị nhầm. Bởi vì tôi nói thật sự các bạn là yêu thương nhau còn chả hết có lý do gì mà để mà kèn cựa hay là xúc xiểm nhau hay là gì đâu. Còn nhiều khi tranh luận thì cái thông tin nó đối nghịch với nhau, nó đối kháng nhau thì nó mới thành tranh luận. Còn hai người cùng một thông tin, cùng một quan điểm thì còn gì mà tranh luận nữa, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là quan điểm của cụ Trần Tuấn về cây hàng phi điệp mà đột biến chẳng hạn, với và quan điểm của tôi là nó khác nhau, thì thế thì nó mới có cái để tranh luận chứ. Thế còn nếu mà hai cái mà giống nhau thì thôi chả có gì để mà nói nữa cả. Đấy, cho nên là hôm nay thì nhân cái chuyện là tôi quay cái video về cái cây phi điệp hai mùa hoa thì cũng chia sẻ thêm một tí để cho các bạn thông cảm. Các bạn đừng có nghĩ là tôi ghét hay là tôi thù hay là tôi kèn cựa hay là ghen tị hay xúc xiểm gì cụ Tuấn cả. Đấy, thì các bạn phải hiểu là như thế.
các bạn cứ hình dung là nếu như các bạn ấy có một người bạn, ở đây tôi thì ít tuổi hơn Trần với anh Trần Tuấn, nhưng mà các bạn cứ hình dung như là bạn có một người bạn nào đó mà nó thân thiết, nó rất là vô tư ấy, thì các bạn có thể nói hết với nhau với những cái từ không cần phải theo kiểu nghi lễ nữa, ngoại gọi là nghi thức xã giao nữa ấy, thì các bạn sẽ hiểu cái cách tôi nói chuyện với anh Trần Tuấn. Chứ còn chẳng có gì đâu, anh Trần Tuấn này cũng rất là yêu quý tôi, và ngược lại thì tôi cũng thế, không có một cái gì gọi là phải lăn tăn cả. Đấy, cho nên là cũng nói lại chút để cho các bạn hiểu, để các bạn thông cảm và vui, làm video để xem cho nó vui, tranh luận để cũng là để cho mọi người hiểu thêm về Lan, về thị trường, về cách chơi, chứ chẳng phải là chẳng nói là cách của anh Tuấn sai hay là cách của tôi đúng, hoặc là ngược lại là cách của tôi sai của anh Tuấn đúng, chả phải. Bởi vì với người này là đúng, với người kia là sai, và thậm chí hôm nay là đúng, ngày mai là sai, chuyện bình thường. Đấy, thì hôm vừa rồi thì tôi có với cả anh Trần Tuấn, với cả anh Sáu, nick YouTube là Red Panda ấy, thì có làm một cái giao kèo vui vui. Thì anh Sáu là anh ấy đồng quan điểm với tôi, cho nên là anh đứng cùng phía với tôi, còn anh Tuấn là một phía. Thì quan điểm của anh Trần Tuấn là anh ấy không thích phi điệp năm cánh trắng, và anh ấy cũng dự đoán rằng là thị trường nó sẽ bão hòa và nó sẽ xuống giá trong vòng 3 năm nữa, thì phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, một cái kỳ 5 sen, nó sẽ xuống dưới 500.000 đồng một kỳ. Còn quan điểm của tôi là gì? Đồng ý với anh Tuấn là thị trường nó sẽ không thể mãi như thế này, và nó cũng sẽ phải bình ổn giá, nhưng trong vòng 3 năm nó sẽ một kỳ năm cánh trắng Phú Thọ 5cm không thể có dưới cái giá 500.000 đồng một kỳ. Có nghĩa là bọn tôi giao kèo, nếu mà ai thua thì sẽ mất một cái thân kiếm Hoàng Đại Đế của anh Trần Tuấn. Hiện tại bây giờ trị giá thị trường là 20 triệu. Đấy, và hôm nay đã lấy 2 triệu rồi. Các bạn theo dõi trên kênh, các bạn sẽ thấy có một cái video về cái cuộc giao kèo rất là vui đấy. Thực sự các bạn nhé, giao kèo là để vui, chứ không phải là giao kèo để hơn thua, hơn thua gọi chắc cú với ai cả, không phải thế. Nhưng mà làm một cái video giao kèo đấy để cho nó vui. Thì đấy là gì? Cụ Tuấn cụ cũng chả phải là mong muốn cho thị trường Lan nó đi xuống hay nó sập, nhưng mà cụ dự đoán là đấy, các bạn thông cảm nhé, lúc thì tôi gọi là cụ Tuấn, lúc tôi gọi anh Trần Tuấn, thì là thị trường nó sẽ bão hòa, và những cái dòng năm cánh trắng chất trong đó là cây năm cánh trắng Phú Thọ, và vì nó bão hòa cho nên nó mới dẫn đến là cái giá của nó sẽ xuống dưới 500.000 trong vòng 3 năm, tức là thời điểm tháng 11 năm 2023. Nếu mà giá mà thị trường Lan mà năm cánh trắng Phú Thọ trên thị trường mà nó xuống dưới mức 500.000 một kỳ 5cm thì là anh Trần Tuấn sẽ thắng. Còn nếu trên 500.000 một kỳ đấy, 5 sen Phú Thọ, thì là tôi với cả anh Sáu sẽ thắng. Kiểu gì cũng có người thắng và kiểu gì cũng sẽ có người thua. Nhưng mà tôi cá với các bạn rằng là người thua hay người thắng lúc đấy cũng sẽ rất vui vẻ với nhau, và sẽ có một những cái video rất thú vị lúc đấy để cho các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Hoa Lan TV để bấm vào nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất của kênh Hoa Lan TV, và cũng bấm vào đăng ký kênh Trần Tuấn Nhi Hiệp Sĩ Tầm Lan của anh Trần Tuấn để theo dõi và ủng hộ anh Trần Tuấn cũng như là Hoa Lan TV, và cũng như là theo dõi các cái thông tin, cập nhật những thông tin mới nhất về Lan, cũng như là hoặc những cái chia sẻ đam mê của anh Trần Tuấn cũng như là của Hoa Lan TV, của tôi với cả anh Nguyễn Ngọc Hà. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn luôn có được sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, và sưu tầm được nhiều những cái giống lan quý, chơi lan trong sự vui vẻ. Còn nếu mà làm kinh tế thì phải chuẩn, phải phù hợp để tránh cái việc sai sót và đón lĩnh những cái hậu quả không đáng có. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn.